Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Converter. Ngày trước thì mình có build cho một người quen của mình một bộ PC toàn các linh kiện đến từ Arus và sử dụng full combo là của AMD, bởi vì là một người dùng tham gia các hội nhóm khá nhiều. Thì ngày hôm nay thì mình có mượn lại sau một khoảng thời gian sử dụng để giới thiệu dành cho anh em, để anh em nào mà đang cần tìm mua những cái sản phẩm full các bộ combo đến từ AMD thì hoàn toàn có thể cân nhắc được. Thì đầu tiên mình sẽ nói đến những cái thế mạnh của những cái bộ PC của AMD. Các bạn đã từng nghe đến công nghệ gọi là SAM, Smart Accept Memory, SAM đấy. Đó chính là công nghệ sử dụng những cái mẫu CPU kết hợp với mẫu card đồ họa từ RX 5000 hay là 6000 series trở lên với nhau, thì cái mức hiệu năng khi mà được cải thiện với những tựa game hỗ trợ và những phần bộ công cụ phần mềm hỗ trợ thì sẽ lên đến khoảng 15%. Còn theo thực tế mà mình sử dụng nhá, thì cái hiệu năng đúng là có cải thiện nhưng sẽ loanh quanh khoảng từ 5 đến 10% thôi. Tập trung quay trở lại một chút với vấn đề thì đối với bộ combo của AMD thì mình đánh giá cao nhất nó nằm ở hai khía cạnh, đó chính là CPU và card đồ họa. Rõ ràng rồi. Thì đối với CPU thì ở đây chúng ta có CPU AMD Ryzen 5 5600X 6x12 luồng xử lý và là một trong những mẫu CPU chủ lực của AMD ở trong phân khúc loanh quanh dưới 10 triệu đồng. Thì trong cái khoảng giá dưới 10 triệu đồng các bạn sẽ có một mẫu CPU có một hiệu năng đơn nhân mạnh. Mình nhấn mạnh lại nhé, là đơn nhân mạnh các mẫu CPU của AMD khi mà xuống tiến trình 7 nanomet thế hệ thứ 2 thì cái hiệu năng đơn nhân của nó đã cải thiện lên rất nhiều rồi. Còn với hiệu năng đa nhân thì chắc chắn là vẫn tốt rồi, bởi trước nay luôn là thế mạnh của AMD mà. Còn về phần card đồ họa thì đây sẽ là RX 6600XT. Ở đây thì mình đã có một vỏ hộp của sản phẩm là card đồ họa Gigabyte RX 6600XT và mình nhìn được ở đây là ghi là 1080p Full HD Gaming, tức là phù hợp nhất để chơi game trên độ phân giải là Full HD. Nhưng theo cá nhân mình trải nghiệm và mình đã tư vấn cho người bạn của mình thì mình tư vấn là lắp luôn màn hình 2K và sử dụng. Và khi mình test game thì mình cảm thấy được rằng là cái mẫu card đồ họa này hoàn toàn ổn để các bạn chơi game trên màn hình có độ phân giải là 2K. Các bạn không nhất thiết cần phải mua màn hình Full HD, hoặc là các bạn mua màn hình Full HD nếu như các bạn chưa có tựa game yêu cầu lượng FPS cao này, tần số quét cao thì mua màn hình Full HD thôi. Còn nếu mà quan tâm đến trải nghiệm thì nên mua những mẫu màn hình 2K. Và cái mẫu card đồ họa này có mức tiêu thụ điện năng cũng khá là ấn tượng, nó chỉ rơi vào khoảng từ 130W đến 150W tùy vào từng phiên bản driver thì mức tiêu thụ điện năng khác nhau. Thế nên cái hóa đơn tiền điện của bạn cũng khá là tốt đấy. Còn về thành phần RAM thì sao? RAM ở đây thì mình cắm luôn, mình tư vấn luôn bộ RAM đến từ Gigabyte cho kiểu đồng bộ luôn thì sẽ là 32GB RAM, bởi vì người bạn của mình sử dụng thêm cả Premium với lại Adobe After Effects nữa. Còn về thành phần main thì đây là một mẫu main đến từ Gigabyte luôn, Gigabyte Aorus B50 Elite. Thì cái mẫu main này hoàn toàn có thể cắm được những mẫu CPU hơn Ryzen 5. Các bạn vẫn có thể cắm CPU AMD Ryzen 7 vào nếu như các bạn thích. Những khe SSD cũng rất nhiều khi mà tổng cộng có 3 khe SSD và các khe X16, kích thước X16 là sẽ có tổng cộng 3 khe. Để bạn nào quan tâm đến giải pháp đa card đồ họa thì hoàn toàn có thể cắm vào luôn. Và ngay bây giờ sẽ là phần test game chế độ phân giải 2K để chúng ta cùng chiêm ngưỡng sức mạnh của CPU AMD Ryzen 5 5600X với card đồ họa là RX 6600XT. Về thực tế ra, đối với mình nhá, với cá nhân mình đánh giá rằng là những cái bộ PC mà các bạn theo những hơi hướng đồng bộ, các bạn sẽ chuẩn chỉ từ main này, card đồ họa này, tản nhiệt này, RAM, vỏ cây, hoặc thậm chí là nguồn nữa, thì mức giá sẽ có thể nói là không thể rẻ bằng những cái bộ combo các bạn tối ưu riêng được. Thế nhưng chúng ta sẽ mang lại cho đây, đầu tiên là cái thị giác khi chúng ta nhìn vào là cực kỳ tốt, khi mà đâu với của Outdoor thì là logo đầu chim, các bạn nhìn đâu cũng thấy từ phần vỏ cây này đến cái phần tản nhiệt các bạn đều thấy logo của Gigabyte Aorus, và trên main nữa các bạn vẫn nhìn thấy, thì đây là một combo các bạn hoàn toàn có thể cân nhắc được.
Nếu mà xét trên khía cạnh giá thì CPU của AMD 5600X sẽ loanh quanh khoảng 7-8 triệu tùy thời điểm. Còn quả RX 6600 XT thì thôi không cần bàn cãi nữa. Mình thấy là nếu mà để P trên P tốt nhất trong tầm giá thì chắc chắn sẽ là RX 6600 XT rồi. Nhưng mà sẽ có 8GB VRAM RAM và một cá nhân họa bên trong tương đối khỏe. Mức giá dưới 20 triệu đồng nhé, cả loại dưới 20 triệu đồng thì 66 XT sẽ có P trên P tốt nhất. Còn những cái mẫu main, ví dụ ở đây là Aorus Elite B550 thì mẫu main dòng gọi là thực tế sử dụng chipset của AMD có mức giá cực kỳ tốt, thì mức giá loanh quanh nếu như các bạn là một combo xem như này sẽ rơi khoảng chừng từ 3x đến khoảng 40 triệu đổ lại thôi. Các bạn hoàn toàn có thể xây dựng một combo tương tự này. Thì đường link của sản phẩm cũng như là các cái thành phần linh kiện mình lắp vào trong đây mình sẽ để ngay trên mô tả để các bạn có thể click vào và cân nhắc chọn mua. Các bạn đánh giá sao về combo full AMD và đến từ Aorus? Đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới bình luận video để cho chúng mình được biết nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.